nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài Chúa Cầu Huyền của tác giả Ngô Thì Nhậm. Đầu tiên, trong phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác giả Ngô Thì Nhậm. Ông sinh năm 1746, năm 1803. Năm 1775, ông đã đỗ tiến sĩ và ông đã từng giữ đứng trước dốc đồng tỉnh Kinh Bắc. Năm 1778, khi nhà Lê Trị sụp đổ, thì Ngô Thì Nhậm đã đi theo phong trào Tây Sơn và ông có đóng góp tích cực cho triều đại Tây Sơn. Ông được coi là cánh tay phải của Quang Trung. Thứ hai, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chung về văn bản. Thể loại của văn bản này là chiếu. Như chúng ta đã biết về thể loại chiếu rồi, đây là một loại văn nghị luận chính trị xã hội xưa và nó thường là của vua dùng để ban bố các mệnh lệnh hoặc truyền chỉ thị cho bề trên. Vì thế nên văn phong của chiếu cũng rất là trang trọng, lời lẽ rõ ràng, tao nhã. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác của bài Chiếu Cầu Huyền. Năm 1788, Quang Trung tiến quân ra Bắc, tiêu diệt quân Thanh và bọn Tây Sai, nhà Lê đã sụp đổ. Bề tôi của nhà Lê thì vẫn mang nặng tư tưởng phu quân, đã phản ứng tiêu cực với cả việc Quang Trung lên ngôi vua. Lúc bấy giờ thì Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm hay lời mình viết bài Chiếu Cầu Huyền nhằm mục đích chiêu huyền đại sĩ. Bài Chiếu đã kêu gọi những người tài đức ra giúp quân giúp nước. Và chính vì những chính sách rất là tích cực của Quang Trung nên triều đại của Quang Trung đã trải qua những ngày tháng rất thịnh trị. Và trên màn hình chúng ta đang xem tượng đài vua Quang Trung Nguyễn Huệ được thờ ở Hà Nội. Đây là di ảnh của vua Quang Trung và đền thờ vua Quang Trung. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bố cục của bài này. Bài này có thể chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu đến người hiện vậy, thể hiện mối quan hệ giữa hiện tài và phương tiện. Phần số 2, trước đây đến tuổi chậm như sao là thực tại đất nước và mong mỏi của vua Quang Trung. Còn phần số 3 là phần còn lại, nói lên đường lối cầu huyền của vua Quang Trung. Tiếp theo chúng ta cùng sang phần thứ 2, đọc hiểu văn bản. Một nhỏ, chúng ta tìm hiểu mối quan hệ giữa hiện tài và phương tử. Mối quan hệ ấy đã được nói trong những câu: người hiền như sao sáng trên trời, sao sáng ắt hầu về ngôi bắc thần. Bắc thần ở đây nghĩa là thiên tử. Những câu này cho thấy mối quan hệ giữa hiện tài và thiên tử, đó chính là mối quan hệ vô cùng chặt chẽ. Người hiền phải có thiên tử sử dụng, phải quy thuận với nhà vua. Tiếp theo chúng ta cùng lưu ý xem cách đặt vấn đề của tác giả có gì đặc biệt. Nói về mối quan hệ hiện tài và thiên tử, tác giả đã mượn lời của Khổng Tử, đấy là trong Thiên Thư. Chính vì thế nó có sức thuyết phục mạnh với cả sĩ phu Bắc Hàn, bởi vì sĩ phu Bắc Hàn là những người học thức của Khổng Tử, học Nho Giáo. Từ đấy thì tác giả đã trình bày trong phần thứ hai thực trạng và mong mỏi của vua Quang Trung. Tại sao tác giả nói về thực trạng? Bởi vì hiện giờ cách ứng xử của nho sĩ Bắc Hà với thời triều đại Tây Sơn là đã lo ngại. Sĩ phu Bắc Hà từ trước thì đã bỏ đi ở ẩn mai danh ẩn tích trong chế độ vua Lê Thế Trịnh. Thế nhưng đến khi mà nhà Tây Sơn đã lên cầm quyền thì những người ra làm quan sợ hãi, im lặng làm việc cầm chừng. Và có người thì lại còn không thật phục vụ cho triều đại mới. Từ đấy vua Quang Trung đã bộc lộ những tâm trạng và tiền văn sâu nay dẫn đang vân vân tìm đến hay ở những câu hỏi về lưỡng tâm hay cho ít nhất không đáng để bỏ đá trong hay đang thời đổi mắt chưa thể ra phục sự vô cùng tăng. Ở quan trọng này chúng ta thấy tâm trạng của vua Quang Trung, đầu tiên là sự thành tâm khắc phải mong chờ người dân cho thích nhất. Còn ở trong những câu hỏi, vua đã thể hiện sự kiên tốn, thế nhưng mà vô cùng thuyết phục một người nghe sẽ thay đổi cái độ ứng xử của bản thân. Và từ đấy thì tác giả đi sâu vào thực trạng đất nước. Đấy là hình ảnh đất nước trong buổi đầu sự nghiệp. Còn rất nhiều vấn đề, triều chính thì chưa ổn, biên ải thì chưa yên, quân chưa hồi sức sau chiến tranh, và đức của nhà vua thì chưa chuẩn người khắp nơi. Như vậy ở đây tác giả đã nhìn sâu sắc vào toàn bộ triều đại để thấy rằng là nhất thiết trong lúc này không còn cách nào khác và hiện tại phải ra đất nước. Từ đấy nhà vua đã thể hiện sự mong mỏi. Nhà vua khẳng định đất nước có nhiều nhân tài và từ đó đi đến kết luận người dân phải ra phục vụ hết mình cho triều đại mới. Như vậy qua đây thì chúng ta thấy Quang Trung là một vị vua yêu nước thương dân, có tấm lòng chiêu huyền đại sĩ. Và để thể hiện điều này thì tác giả đưa ra những lời lẽ rất chuyên nghiệp, tha thiết, chân thành nhưng cũng rất kiên quyết và có sức thuyết phục cao.
Từ đây thì cô đã đưa ra đường lối cầu hiền của mình vô cùng rõ ràng. Đó là mọi tầng lớp đều được dân cư bày tỏ việc nước, các quan được phép tiến cử người có tài nghệ, những người ở ẩn được phép dân sớ tự tiến cử. Vì vậy, biện pháp cầu hiền ở đây vô cùng đúng đắn, rộng rãi, thiết thực và sẽ thực hiện. Từ đây ta thấy, quan trung là một đỉnh cua có tư tưởng của cả số hội. Cuối cùng chúng ta tìm hiểu nghệ thuật của bài chiếu. Đây là một bài văn nghị luận vô cùng mẫu mực, kiện là luận mềm mỏng, khiêm nhường nhưng rõ ràng khiến kẻ sĩ thấy được trách nhiệm của bản thân. Ngoài ra hệ thống từ ngữ hình ảnh, tác giả đã sử dụng nhiều yếu tố hình ảnh ẩn dụ tổ chức để nhấn mạnh được ý định tác giả trình bày tạo cảm giác quan trọng thiên nhiên cho người chiếu bóng. Như vậy chúng ta thấy chiếu cầu hiền quả thật là một văn kiện lịch sử quan trọng, thể hiện được chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước. Bài chiếu được viết với nghệ thuật thuyết phục đặc sắc và thể hiện được tình cảm